Việt Nam Electricity là công ty nhà nước có trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện cho toàn bộ Việt Nam, từ khâu phát điện, truyền tải, phân phối cũng như là phát triển hệ thống điện nhằm đáp ứng cái nhu cầu tăng trưởng về phụ tải của Việt Nam. Công ty ATS là công ty được thành lập từ năm 1998 và chúng tôi cung cấp cái hệ thống điều khiển bảo vệ tích hợp cho lưới điện của EVN. In the last 10 years, EVN put in a lot of resources into modernize the electric power system. In the old day, it would take a lot of copper to bring the data from the field back to the control room. Those copper would be in the big trenches, 2 feet in the ground and 2 feet above ground. During the modernization process, ATS put the relay in the cabinet nearby the primary equipment so that there's less wiring, and the relay would transmit the data back to the control room using just 2 fiber optic cable. Thì trong hệ thống điện, người ta đã thống kê là sự cố của hệ thống điện xảy ra thì đến 50% là do các hệ thống nhị thứ, và các sự cố của các hệ thống nhị thứ thì lại đến khoảng trên 70% là do cái hệ thống cáp. By reducing copper, they can eliminate a lot of the unnecessary fault that caused by the wiring, and it is also supervise the majority of the communication in the secondary system. Therefore, any problem is immediately detected and taken care of. Việt Nam là một đất nước nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ là rất là nóng và độ ẩm rất là cao, cũng như là có rất là nhiều khu vực là hàng năm đều có xảy ra lũ lụt. Vì thế cho nên khi chúng tôi thiết kế các cái thiết bị sử dụng để mà đưa thiết bị dơ ra ngoài trời, chúng tôi cũng đã tính đến cái khả năng chịu đựng của các thiết bị của SCL. Ví dụ như nhiệt độ môi trường làm việc có khả năng đạt đến 85 độ C và cái độ ẩm có thể đạt đến 95%. Độ tin cậy của nó qua thời gian thì cũng đã được các cái đơn vị vận hành xác nhận để lắp trong tủ, cộng với lại cái khả năng đặc biệt của các cái dơ le của SCL thì đã đạt được một cái vấn đề là hệ thống của chúng tôi đưa vào vận hành từ năm 2001, tức là đã được trên 10 năm và cho đến giờ vận hành tốt. The relays are built to do their job in a harsh environment out in the yard near the primary equipment. Over the past 10 years, there has not been one single environmental failure.